Mình tên là Vinh, biệt danh là Vinh Heo Rừng. Công ty của mình là phát triển ở miền Tây, chuyên về mô hình nuôi heo rừng theo hướng sạch từ chuồng nuôi đến bàn ăn thông qua mô hình chuỗi cung ứng. Cơ duyên mình đến nước được BDCA đó là thông qua một người bạn đã học, sau đó bạn chia sẻ thì mình thấy cái từ giải phóng lãnh đạo nó hay quá, cho nên mình muốn đi học. Chứ thật sự lúc mình chúng chưa biết BDCA là gì, tại vì được ấn tượng đầu tiên là thấy từ giải phóng lãnh đạo, mà thời gian qua mình có lòng, mình có tâm, mình có đam mê, có hoài bão, nhưng mà mình bằng cực, như là làm chủ nhưng mà như khổ chủ nữa. Mình không đem, mình không nói phàn nàn nhân viên, mình không phàn nàn người dân, nhưng mà cách mình làm chưa có khoa học, dẫn cái hiện tượng là cái nó cứ lỏng cộng hoài. Và tình cờ mình xin được học đó, mình học tới giờ. Đây là lần đầu tiên mình học cái khóa ngày hội mục tiêu. Thì thông qua đây mình thấy rõ hơn về cách làm. Nghĩa là trước giờ mình cứ nói, mục tiêu anh em mình phải đạt được bao nhiêu tiền, bao nhiêu đây. Nhưng mà không có hiểu là làm sao để đạt được. Và kế hoạch thực hiện nó là gì? Chiến lược cụ thể làm sao? Về vấn đề nhân sự, vấn đề tài chính, đúng không? Về vấn đề khách hàng, về vấn đề kế hoạch thực hiện. Rồi có đeo bám kế hoạch hàng tuần, hàng tháng, hàng ngày xong, và hàng ngày là làm cái gì, hàng tuần là cụ thể sao, có hợp đánh giá hay không. Trước giờ mình cứ nói đã cái cuối gần tháng cái mình coi được hay không, cái mình nói sao chưa đạt vậy, sao chưa đạt vậy, đúng không? Còn bây giờ thì mình hiểu được là về vấn đề nguồn lực, về tài chính, nguồn lực về con người, nguồn lực về khách hàng, rồi đánh giá bao 5M đó, rồi sau đó mình mới gọt lại là hàng ngày mình phải làm những việc gì và bộ phận nào phụ trách, ai là người thực hiện phối hợp đó, và mỗi một ngày làm bao nhiêu việc. Và cuối ngày phải đánh giá để kiểm tra kiểm soát, và hàng tuần là phải ôn học lại để nạp năng lượng cho anh em và để ghen lại năng lực cho anh em. Thì chưa không có làm mà bây giờ hiểu rồi mới làm. Theo mình cảm nhận đó là ngày hậu mục tiêu là thứ nhất là ở đây có minh sư, bạn đọc hàng ngàn cuốn minh thư không bằng một minh sư chỉ đường. Điều thứ hai là bạn phải đồng môn hay gọi là bạn hữu á. Vậy thì BDCA là một trường doanh nhân, thì nhóm những người này là những thằng bạn của mình, mà bạn mình toàn doanh nhân không chứ không phải là những bạn nhậu nữa. Thì mà doanh nhân thì học không kiểu này cũng được kiểu kia, đúng không? Không quan hệ kiểu này thì cũng quan hệ được kiểu kia. Thì như vậy thì mình sẽ học chéo được lẫn nhau, và mình tăng thêm quan hệ của nhau, rồi mình xài chéo những cái sản phẩm của nhau. Thì như vậy nó tạo ra động lực cho nhau. Và còn một cái quan trọng nhất đó là gì? Ngoài là thầy hay nè, ngoài là bạn hữu nè, còn thêm cái gì nữa là học thêm kiến thức. Cái quan trọng nhất là có kiến thức. Mà kiến thức không phải là kiểu hàm lâm, mà hàm lâm nghĩa là không phải là giấy tờ, mà kiến thức này là thực chiến. Rồi sau đó mình ảnh hưởng của nhau, rồi mình còn đi hỗ trợ chéo lẫn nhau nữa. Nhưng mà ở ngoài không có cái này thì phải có cái môi trường chứ. Có môi trường thì mình mới thể hiện được, mình mới liên kết được. Và BDCA là một trong những cái môi trường mình thấy rất là ok. Không phải chỉ bữa nay mà anh mới ứng dụng đâu, mà cái ngày đầu tiên anh học là anh đã ứng dụng rồi nha. Nhưng quan trọng nhất là gì biết không? Là mình phải biến cái kế hoạch hoặc là biến cái điều mình học á ra mình cùng tần số, cùng điểm, cùng kiến thức với cái nhóm người quản lý, hoặc cái nhóm người quản lý nó sẽ có những người nhân sự phía dưới, mình phải cùng tần số nữa. Thì cái cách mà Vinh muốn nói ở đây là gì? Đó là sau khi tìm hiểu cái mục tiêu này xong là mình ứng dụng luôn trong ngày mai. Đó, nghĩa là văn ôn phải võ luyện, mà để lâu quá nó quên. Đó, vậy thì đem về mình huấn luyện, sau đó mình kiểm tra kiểm soát giống như nãy mình nói đó. Và mình ứng dụng không phải chỉ một hai mục tiêu không, mà còn những cái chương trình khác, ví dụ như đào tạo nè. Anh đặt cái mục tiêu nhưng mà anh phải đào tạo cho người ta đạt được. Và để đạt được điều này nó phải có năng lực gì? Nó còn phải có những cái kỹ năng gì về tư tưởng, em phải thông. Tư tưởng thông thì cầm cộng lông nó mới nhẹ, năng lực chuẩn thì có khả năng gánh vác mới lớn. Chứ giờ kêu ta gánh vác, ta có năng lực đâu gánh vác, phải đào tạo cho người ta. Mà đôi khi nó quên thì nhắc lại nhiều lần. Thì như nói đó là ứng dụng ngày mục tiêu ngày hôm nay về là không phải nói một lần, cũng không phải là làm để triển khai, mà là làm để thực thi được nó và để đạt được hiệu quả cao, để vận hành tốt. Và đó là cái mà anh rất là tâm đắc, đó là làm liền, không cần phải chờ, không nhờ không đợi, rồi sau đó kiểm tra kiểm soát liên tục và nâng cấp và thông tư tưởng và nâng cao năng lực hành vi. Điều mình muốn nhắn nhủ không chỉ đơn giản là chủ doanh nghiệp hay là một công nhân hay là một cái người quản lý, mà điều mình muốn nhắn nhủ là làm cái gì nó cũng phải có phương pháp làm, và nên lựa chọn những đơn vị nào có đủ uy tín, đủ niềm tin trong mình để mình theo đủ tới cùng cho chương trình đó, thấy không? Chứ không chỉ là doanh nghiệp nha, mình nói rất rõ. Thứ hai nữa là gì? Làm cái gì bạn phải có niềm tin, đúng không? Bạn có niềm tin bạn học nó sẽ hay hơn. Và cái mình muốn gửi gắm với các bạn đó là khi mà mình không biết ấy, thì mình sẽ làm dễ sai. Và để được thành công thì phải làm nhiều cái sai nó mới đâm ra đúng. Gọi là phép thử sai, hết sai đâm ra đúng. Vậy thì có một cách rất là nhanh đỡ phải sai, đó là đi học. Nhưng mà phải lựa chọn đơn vị phù hợp và môi trường phù hợp. Ví dụ như BDCA là một trong những cái lớp học vì doanh nhân thực chiến, và có một cái cộng đồng học tập trong đây. Thì mọi người sẽ vừa hỗ trợ về kiến thức và hỗ trợ ra về năng lực, mà lại gì nâng cao được quan hệ nữa. Thì như vậy thì đó là một trong những cái điều mình gửi gắm cho tất cả những anh em mà có khát khao, có hoài bão và mong muốn làm công việc mình tốt hơn.